cả ngày hôm nay loạn cào cào lên chiến tranh chiên bên thì đang họp chia bảy để mà trừng trị cái thằng mấy thằng hung dữ bên á, thì cái thằng hung dữ là Tập Văn Bình á, đang cấu kết những người hung dữ như nó để mà chống lại mấy thằng này. Con thấy trái đất này tức cười không? Hiện giờ nó phân ra lưỡng cực rõ ràng. Ok, bò đen ra bò mèo đen, mèo đen mèo trắng, mèo trắng hai bên trắng đen mà ông chẳng trình gọi là trục với đồng minh đó. Trục tức là trong đó có độc tài á, hung dữ, đồng minh là những cái nước gọi là còn chút xíu tự do tiếng nói. Việt Nam mình thuộc dạng ở giữa BD, hai hàng phải không? Bây giờ hết BD rồi, bây giờ thích đồng minh rồi. Chỉ có đồng minh mới cho cơm gạo ăn, mới cho đô la rồi, chứ còn chục á hả, là nó muốn diệt chủng mình á. Mấy ổng bây giờ cũng sáng mắt rồi đó. Sư phụ nói năm năm nay có mớ bệnh mà ổng sáng mắt á. Cụ nói trúng rồi, phải là nó chập đâu. Ê, lợi cái thủ là bề trên kêu nói làm sao mà nói vậy. Thì lúc đó trò nước, nước sông, nước biển, nước suối đều là nước mắt của mẹ. Tại vì mẹ là Phật. Thì khi mà mẹ khóc á, thì tất cả mẹ cho con người phải có nước nha, mình mới sống được. Tại cơ thể của mình 70-80% là dùng nước hàng ngày, thì mẹ cho nước, phải không? Còn không khí hồi xưa nó đâu có oxygen, cha phải cho mình không khí, có điển dương, khí dương á. Cho nên tại sao khi mình ngồi thiền ngoài trời nè, mình hấp thụ cái năng lượng của mình nó lên lẹ. Như mặt trời đó là khí dương của cha, thì energy mình nó tăng lẹ lắm, trượt ma quỷ rồi cũng không có tấn công mình nhiều nữa. Thì mới có cây cỏ này nè. Cây nó tạo ra, nó hút cái chất carbonate, nó nhả ra oxygen, thì là khí, không khí cho mình thở. Nhưng song song sau đó, cha cũng cho mình khổ, có những con thú dữ, những con kiến. Rồi lúc đó ngày mà tạo thiên lập địa, ngày 18 tháng 10 âm lịch hàng năm, mình kỷ niệm cái dấu chân đầu tiên của những người ở cõi trời xuống, gọi là Quan Âm Thiên. Mà những nhà bác học hôm nay là nói sai chật lắc, mình không phải lò kỹ, mà nó cũng dạy ra mấy triệu PhD tiến sĩ nói sai. Chúng ta tự cõi trời xuống hết đa số. Thì ông triết lý của ông David đó là wrong, sai.